Xin chào các bạn nha. Nay mình giới thiệu với các bạn này, con chó này là con chó đực nhá, 13 kg đây nha các bạn. Con chó này là bữa trước ấy là có người cọc cho mình 500 nhá. Rồi mình nuôi lại mà bữa nay là người ta lại kêu ra để lứa sau người ta bắt cái, người ta không thích nuôi đực. Nhấc cái miếng thịt lên Hòa. Để em vớt cái bạch như vậy. Cầm hết ra đứng lên cho nó. Dơ đến mặt đi nào, đi con này là con đực nha các bạn nha, nó 13 kg này nha. Ai có nhu cầu mua thì mình quay lại trực tiếp cho coi nha các bạn nha. Lúc mà mua thì nói với mình quay lại trực tiếp cho coi nha. Bây giờ là mình quay là mình đăng lên đây, thời là mình quay mình đăng. Con chó này là con chó đực, là con này là trơn nha các bạn nha. Nó xuống. Cầm nhấc lên cho nó lên cái mặt, cái mặt nó lên đấy coi Hòa. Chưa gì. Sao ba nó hết tay ra cho nó đứng đi coi. Ra coi, đi ra. Đi ra cho nó đứng đi.